Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, thứ tư tuần vừa qua trong tiết 1, các học viên của lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Ni sư Tịnh Quang hướng dẫn về lược sử Ấn Độ. Và giờ học kế tiếp là môn di thức Tam Thập Tụng với thầy giáo thọ Thiện Thái. Diệu Liên kính mời chú Thiện Phúc chia sẻ vài điều Ni sư Tịnh Quang đã giảng giải. Kính thưa quý khán thính giả, trong giờ học vừa qua, Ni sư giảng cho chúng ta những phần sơ lược thời phát triển Phật giáo tại Tây Tạng, nhất là phương diện của mật giáo. Phật giáo tại Tây Tạng được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà vua đương thời nên được truyền thừa và lưu giữ kiên cố. Vào thế kỷ thứ 3, vua Gampo từ Tây Tạng cử người đi đến nước Ấn Độ và Trung Quốc để học văn hóa. Trong đó, nhà vua cũng đón nhận các cao tăng nhà Đường và Ấn Độ đến phiên dịch kinh qua tiếng Tây Tạng. Sau thời đại vua Gampo hơn 100 năm, vào năm 755 đến năm 781, có vua Ride Phusan cho người qua bên Ấn Độ thỉnh ngài Liên Hoa Sanh về Tây Tạng để truyền bá mật giáo. Ngài Liên Hoa Sanh được người Tây Tạng xem như là tổ sáng lập của mật giáo. Diệu Liên có biết tại sao ngài Liên Hoa Sanh nổi tiếng tại Tây Tạng hay không? Dạ vâng, kính thưa quý khán thính giả, trong bài giảng của Ni sư, ngài Liên Hoa Sanh dựa vào thực hiện những phép màu, có tài chinh phục ma quỷ và khả năng thần thông biến hóa, rất gần gũi với đạo Bon tại Tây Tạng. Ngài lập ra tông phái Ninh Mã và vẫn còn hoạt động đến bây giờ. Sau khi mời được ngài Liên Hoa Sanh, vua Ban cho xây dựng ngôi chùa Bisames để làm nơi dịch kinh. Ngôi chùa giống như Vikramasala ở Ấn Độ. Toàn cảnh ngôi chùa được tạo thành một hình đồ mạng Đà La. Kính thưa quý vị, qua bài học này, Diệu Liên rất mong muốn có dịp thăm viếng chùa Tây Tạng và xem mạng Đà La. Hy vọng là hết khóa học, thầy giám viện Huyền Châu cùng các giáo thọ sẽ dẫn các học viên cũng như quý Phật tử đi tham quan Ấn Độ như ngài đã nhắc tới vài lần trong đạo tràng. Chú Thiện Phúc cũng hy vọng như vậy, đó Diệu Liên. Kính thưa quý khán thính giả, tiếp tục với phần lịch sử, vào năm 814 đến năm 836, vua Ranbakan đã tiếp nối sự nhiệt thành chấn hưng Phật giáo và phiên dịch kinh điển. Vào thời kỳ này, Bộ Đại Tạng Kinh của Tây Tạng được thành lập. Đến thời vua Klandama trị vì, Phật giáo bị yếu kém bởi không được vua này ủng hộ. Ông chỉ theo đạo Bon. Sau thời vua Klandama, Phật giáo lại phát triển mạnh về giới luật, hiển giáo và mật giáo. Ni sư có sơ lược qua những vị kế thừa Panchen Lama từ vị Kherup Gelet Benjan đầu tiên đến vị thứ 14 đương thời là Tenjin Gyatso. Kính thưa quý vị, những giờ học về lịch sử Phật giáo được truyền thừa tại các quốc gia khác nhau rất bổ ích, giúp chúng ta thông suốt được vì sao Phật giáo mỗi nơi lại có sắc màu khác nhau. Mặc dù vậy, tất cả đều mang một vị giải thoát như nhau. Kính thưa quý khán thính giả, trong giờ học thứ hai, lớp sơ trung đẳng lại tiếp tục duy thức Tam Thập Tụng. Từ bài kệ thứ 5 tới thứ 7, thầy giảng năng biến thứ hai là mạt na thức, chấp ngã và chấp thủ. Mạt na thức duyên vào thức thứ 8 cho là ta và thức thứ 6 là của ta. Mạt ma thức lấy trộm chủng tử trong thức thứ 8 cung cấp cho thức thứ 6 sinh hoạt. Những sự việc tốt hay xấu từ mạt na thức này đều dựa trên tự ngã. Nó làm những việc chỉ để bảo vệ cho tự ngã. Những chấp tàn của thức thứ 7 đưa ra ý thức, thúc đẩy thức này hành động. Nếu kể tội hay lập công thì ý đứng đầu là như vậy. Theo lời thầy giảng, khi mạt na quyết định chọn lấy chủng tử từ A Lại Gia thức cũng dựa theo tập khí đã có trong tàn thức. Nếu có nhiều chủng tử bất thiện thì nó sẽ đem ra và thúc đẩy làm việc bất thiện.
Muốn thay đổi mặt ra thức thì phải chọn con đường của ánh sáng, như học giáo lý, đạo Phật, mới hiểu được điều gì nên làm và không nên làm. Nhiều việc thiện tạo ra chủng tử thiện sẽ có ảnh hưởng thúc đẩy thức mạt na hướng đến phía thiện. Diệu Liên hãy cho biết thầy đã giảng về ngã ra sao? Dạ vâng, kính thưa quý khán thính giả, thầy nói ngã trong mạt na có bốn loại là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Thầy ví dụ câu chuyện của vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Malika. Hoàng hậu là một Phật tử hiểu nhiều pháp và bà nói rằng vì bà thương tự thân nên mới thương nhà vua, để vua có thể bảo vệ bà. Cho dù tức giận vì tự ái, nhưng nhà vua Tần Bà Sa La vẫn phải chấp nhận sự thật hiển nhiên, bởi chính nhà vua cũng thế mà thôi. Thầy giảng thêm về ngã và cho thí dụ phân biệt giữa ý nghĩa hạnh từ bi và lòng bác ái. Từ bi là rộng lớn và hạ thấp tự ngã. Còn bác ái tuy biểu lộ rộng lớn mà chỉ là yêu thích tất cả và thâu tóm cho bản thân. Nó làm tăng trưởng tự ngã nên càng khó buông bỏ. Nói chi đến giải thoát? Qua lời thầy dạy, Diệu Liên hiểu thêm về tự thân rất nhiều. Xin chú Thiện Phúc giới thiệu chương trình học hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 1 năm 2020, các học viên sẽ học kinh Tạp A Hàm phẩm Tương Ưng Tứ Đế, gồm có 3 bài kinh. Bài số 378 có tên là Chuyển Pháp Luân, bài số 388 có tên là Lương Y và bài số 402 có tên là Như Thật Tri. Thầy Minh Trọng đã chu đáo gửi bài soạn trước cho chúng ta. Thiện Phúc mong các học viên đọc bài trước để vào lớp sẽ hiểu ý nghĩa kinh văn dễ dàng hơn. Còn trong giờ học thứ hai, chúng ta sẽ học tiếp chương 2 của kinh Tứ Thập Nhị Chương với thầy đồng viên. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Quý vị có thể đến học trực tiếp tại Viện Phật Học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.